Thị xã Bến Cát là một trung tâm công nghiệp đô thị mới của tỉnh Bình Dương, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhờ lợi thế vị trí địa lý và hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, thị xã Bến Cát cũng là địa phương đang có tốc độ đô thị quá nhanh. Hiện nay, thị xã Bến Cát đã đạt chuẩn đô thị loại 3 và đang nỗ lực để nâng cấp thành đô thị loại 2 trước năm 2020. Thị xã Bến Cát đang là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tọa lạc ngay khu vực phát triển sôi động của thị xã Bến Cát nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, dự án khu dân cư Hưng Phước 2 tự hào mang đến cho thị trường bất động sản những sản phẩm ưu việt với pháp lý đầy đủ, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư. Dự án khu dân cư Hưng Phước 2 là sự kết nối hoàn hảo của những giá trị gồm đầu tư sinh lời, an cư lạc nghiệp và cơ hội kinh doanh hấp dẫn trong tương lai. Dự án khu dân cư Hưng Phước 2, dự án cực hot năm 2019, heo vàng may mắn. Dự án khu dân cư Hưng Phước 2 với quy mô 36 hectare được chia ra thành 156 nền, đáp ứng cho hơn 950 người ở, được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Khu dân cư Hưng Phước 2 tọa lạc ngay mặt đường 2 tháng 9, trung tâm hành chính thị xã Bến Cát và nắm giữ vị trí chiến lược giữa các tuyến giao thông huyết mạch, liên kết các khu vực như đường Mỹ Phước Tân Dạng, quốc lộ 13, quốc lộ 14 và đường DT744 nối liền thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Các trục lộ bao quanh dự án đều được xây dựng chỉnh trang đồng bộ, kết hợp với trục đường chính, tạo thành một hệ thống giao thông thông thoáng kết nối xuyên suốt với các khu vực lân cận một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hiện tại, dự án khu dân cư Hưng Phước 2 đang được gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng với các tuyến đường nội bộ rộng 13m, hệ thống điện âm, nước thủy cục, hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nội khu dự án khu dân cư Hưng Phước 2 còn được xây dựng một trung tâm thương mại, một siêu thị tự chọn, một trường mầm non, một trung tâm thể dục thể thao và hệ thống cây xanh mang đến một không gian trong lành và tiện ích cho dân cư nơi đây. Khu dân cư Hưng Phước 2 còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích hiện đại của trung tâm thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, chân thành Bình Phước. Có thể kể đến như tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Thủ Dầu Một, trung tâm hành chính thị xã Bến Cát, trung tâm văn hóa thể dục thể thao, trường học cấp 2, cấp 3 Bến Cát. Chỉ mất khoảng từ 2 phút đến 3 phút đi xe, cư dân có thể tiếp cận ngay Đại học Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, 4. Nhờ đó, cư dân khu dân cư Hưng Phước 2 có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình, tiện nghi bậc nhất, an cư trong một môi trường trong lành và cộng đồng dân cư văn minh. Dự án khu dân cư Hưng Phước 2 không chỉ mang đến một không gian sống trong mát mà còn có nhiều tiềm năng khai thác kinh doanh do nằm liền kề nhiều khu công nghiệp lớn như
khu công nghiệp Chân Thành, Bầu Bàng, Mỹ Phước 1, 2, 3, 4, An Điền, Việt Hương, V-Ship. Hiện các khu công nghiệp đang thu hút một số lượng lớn lao động đến làm việc, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cũng như mặt bằng kinh doanh. Đây là điều kiện thuận lợi của các chủ nhân khu dân cư Hưng Phước 2 phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh, mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Dự án khu dân cư Hưng Phước 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Ray Investment làm chủ đầu tư và được phân phối độc quyền bởi sàn giao dịch bất động sản Phú Điền Group thuộc công ty cổ phần tập đoàn Phú Điền. Sản phẩm của khu dân cư Hưng Phước 2 có pháp lý minh bạch rõ ràng, sổ hồng riêng từng nền, thổ cư 100%, đất ở đô thị, nhà ở gắn liền đất. Khi khách hàng thanh toán tham gia góp vốn 95%, công ty sẽ làm thủ tục bàn giao nhà như trong cam kết và tiến hành các bước còn lại, hoàn thiện hồ sơ, gửi sở tài nguyên, xin cấp sổ hồng nhà gắn liền với đất cho khách hàng, sổ hồng hoàn công. Dự án khu dân cư Hưng Phước 2 có giá bán chỉ 1 tỷ 820 triệu trên một căn. Công ty sẽ làm hợp đồng thuê lại với 120 triệu trên một năm nếu chủ nhân có nhu cầu cho thuê. Ngoài ra, ngân hàng Vietcombank còn hỗ trợ 50% giá trị đất. Khách hàng còn được bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần thưởng hấp dẫn có giá trị vào ngày chính thức mở bán. Nhận đặt chỗ và giữ chỗ chuyển cọc ngay từ hôm nay, quý khách hàng sẽ được chiết khấu từ 1 đến 5 chỉ vàng khi đặt cọc. Dự án Hưng Phước 2 được bàn giao khi hoàn thiện nhà hoàn công, sổ hồng trên đất, thổ cư 100%. Quý khách hàng chỉ nhận nhà mà không tốn thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Phú Điền, địa chỉ số 8E, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại liên hệ 0937 448 558, 0915 010186. Website tapdoanphudien.com.vn, email phudiengroup@gmail.com, sàn giao dịch Phú Điền Group, địa chỉ khu nhà ở đô thị Hưng Phước 2, khu phố 3, đại lộ 7B, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại liên hệ 0937 448 558, 0915 010186. Hãy đến với Hưng Phước 2, nơi lựa chọn tốt nhất và sở hữu những căn hộ bậc nhất cho gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về dự án của chúng tôi.